Các cụ có câu là xinh như hoa hậu. Thế nên video này có tên là top những hoa hậu xấu nhất thế giới. Có phải là anh em thấy sai sai rồi đúng không nào? Thế nhưng đừng vội. Hãy nhẹ nhàng ngồi xuống đi và đừng có chửi Taka. Bởi vì khi xem xong, bạn sẽ biết ngay là cái sai ở đâu. Tại sao hoa hậu lại xấu cho được? Thế rồi xấu thế tại sao họ vẫn được đăng quang? Và cuối cùng đâu là hoa hậu xấu nhất thế giới? Hãy chờ đón vị trí top 1 ngay và luôn nhé. Top 7 hoa hậu nhưng xấu nhất thế giới. Ở vị trí thứ 7 thì đó chính là Hoa hậu trái đất Nhật Bản năm 2015. Nếu mà anh em chưa biết thì không hề giống với những bộ phim hành động Japan Antivirus mà chúng ta vẫn hay xem. Người Nhật lại có định nghĩa gái đẹp hơi khác phần còn lại của thế giới. Một khảo sát trong số 50 người đàn ông ngoại quốc đang sống ở Nhật thì có đến 64% không thích cách đi đứng của gái Nhật. Chân gái Nhật thường là vòng kiêng. Thêm vào đó họ chuộng kiểu đi bồ câu vì nghĩ rằng kiểu đi này rất là đáng yêu. Tuy nhiên là với những người nước ngoài thì việc này vô cùng khó hiểu. Thêm vào đó, răng khểnh cũng được ưa chuộng và trở thành trào lưu ở Nhật. Thì với những chàng trai đến từ quốc gia khác, hàm răng này không thật sự bắt mắt cho lắm. Tuy nói là như vậy thôi, nhưng mà cái câu ăn cơm tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây chắc chắn cũng phải có cái lý của mình. Gái Nhật thì vẫn nổi tiếng về xinh đẹp dịu dàng và quan tâm đến chồng con. Nhắc đến Nhật Bản thì chúng ta sẽ nghĩ đến nào là anime, manga, phim người lớn, những phát minh kỳ quái. Nhưng mà chưa đâu, hoa hậu của họ còn khiến anh em phải châm trồ thêm nữa cơ. Không hiểu sao mà chất lượng các cuộc thi nhan sắc ở Nhật càng ngày lại càng đi xuống. Những cái năm gần đây thì không ít hoa hậu Nhật Bản bị chê bai thậm tệ vì vẻ đẹp chỉ ở mức trung bình. Điển hình là hoa hậu trái đất Nhật Bản năm 2015. Ayano Yamada đăng quang khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Cô gái 24 tuổi này ngay từ khi nhận vương miện hoa hậu đã vấp phải vô cùng nhiều nhận xét trái chiều về diện mạo của mình. Vẻ ngoài thì không thật sự nổi bật, đặc biệt là cái hàm răng khấp khểnh ố vàng của cô nhận vô số những lời bình luận tiêu cực ở trên mạng. Nói thì không phải là body Samsung đâu anh em nhá, nhưng mà xấu thật đấy. Giờ đi đâu tôi tự tin khoe vợ tôi đẹp hơn cả hoa hậu được rồi. 6. Hoa hậu quốc tế Nhật Bản năm 2016. Vẫn là anh bạn Nhật Bổn thôi, đang tiện nói mà. Trước tiên lại phân tích câu ăn cơm tàu lấy vợ Nhật đã nhá. Ngày xưa thành phố nào ở nước ta cũng có cộng đồng người tàu với tiệm buôn, quán ăn hay hội quán. Tại các tỉnh miền Nam, hầu hết quán ăn do họ làm chủ. Người Việt thì thường chỉ đi bán hàng rong hoặc là bán thức ăn bình dân trong các chợ mà thôi. Riêng tại Sài Gòn thì người tàu chiếm lĩnh thị trường ẩm thực, dám đầu tư kinh doanh ở ngã tư, mặt tiền. Họ nấu thức ăn rất là ngon, béo, sơn hào hải vị thì lạ lẫm. Tính cách phục vụ của người tàu cũng khác xa người Việt. Sời lời, nồng nhiệt và rất là chào mời thực khách. Thời đó thì dân Sài Gòn xưa rất là mê cơm tàu. Vậy còn lấy vợ Nhật thì sao? Xin thưa là bởi vì gái Nhật vô cùng đảm đang, nổi tiếng trong khoản thương chồng chăm con, nâng khăn rửa túi đã lên đến tầm nghệ thuật rồi. Vậy thì anh nào mà lại không mê cho được cơ chứ? Nhưng cái câu hoa hậu này của họ thì thấy kém sắc thật đấy. Đó chính là hoa hậu quốc tế Nhật Bản năm 2016, Rira Hungo. Gương mặt của Rira bị nhận xét là quá thô cứng, không có biểu cảm, đôi mắt thì to quá khổ và thiếu cân đối nữa. Cư dân mạng nhận xét với nhan sắc này Rira khó thể dự thi hoa hậu được, chứ còn không tin nổi là cô lại từng được đăng quang. Video này hãy đưa cho vợ hay người yêu của bạn xem, rồi khen cô ấy còn đẹp hơn cả hoa hậu. Chuẩn chưa đúng không nào? Anh em nhớ cho ý kiến của mình bên dưới phần bình luận, thêm vào đó là like và share video này với bạn bè. Giúp ta cả với nhá. 5. Hoa hậu thế giới Barbados. Nếu mà anh em chưa biết thì Barbados là một quốc đảo của vùng biển Caribe. Đây là quê hương của siêu sao nhạc pop Rihanna và cách thành phố New York của Mỹ chỉ 1,5 giờ bay mà thôi. Nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường ăn chơi của những người nổi tiếng nữa. Tuy nhiên, cách họ chọn hoa hậu thì thực sự là khiến chúng ta phải tò mò. Cuộc thi hoa hậu thế giới vốn được xem là cuộc thi danh giá nhất, nhưng mà năm nào cũng đóng góp một vài gương mặt xấu nổi trội luôn. Vào năm 2014, hoa hậu Barbados Zoe Elizabeth Truman còn được đánh giá là xấu nổi bật hơn cả những đàn chị đi trước. Cô gái này thì sở hữu một gương mặt dài và khuôn miệng kém xa chuẩn của một hoa hậu. Bị chê là sở hữu gương mặt như là người chuyển giới, với lỗi phần hàm thô, mũi to và môi thì dày. Nhiều người không hiểu tại sao cô lại đăng quang được cuộc thi hoa hậu Barbados. Tất nhiên là tiêu chuẩn sắc đẹp của mỗi nơi thì mỗi khác và mỗi thời kỳ lại càng khác nhau hơn nữa. Có thể là từ sexy bây giờ được định nghĩa là những cô gái vú mông ngồn ngộn,
3 vòng thì ôi dồi ôi quyến rũ nhá, khuôn mặt vi lai các thứ. Nhưng mà có thể vài chục năm nữa thôi, bạn sẽ phải nặng 150kg mới được gọi là chuẩn đẹp chẳng hạn. Không ai có thể nói trước được, thế nên đừng vội body shaming anh em nhá. Hãy ngồi xuống và xem tiếp đi nào. Bạn nghĩ cô này đáng lẽ phải đứng top 1 của bảng xếp hạng? Chưa đâu, chưa đâu. Hoa hậu Hàn Quốc ngay phần tiếp theo sẽ khiến anh em phải sốc hơn nữa đấy. Bốn, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2008. Hàn Quốc là một đất nước kỳ lạ. Họ rất là chú trọng vào vẻ bề ngoài, thế nên đây mới là nơi có ngành phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhất hành tinh. Bạn có biết hay không, thường là bố mẹ sẽ cho con cái một lần phẫu thuật thẩm mỹ, như là phần thưởng đậu vào đại học chẳng hạn. Tôi nhớ là cái hồi mà tôi đậu đại học ấy, bố mua cho con quay tàu đi là Hawaii lắm rồi, lấy đâu ra được như anh bạn Hàn sẻng này cơ chứ. Quay trở lại với chủ đề chính, Hoa hậu Hàn Quốc 2008, Seong Nari bị liệt vào ngũ hoa hậu xấu nhất châu Á. Tại một đất nước vốn coi trọng sắc đẹp như Hàn Quốc, thì một cô gái chỉ cao có 1m68 thôi, nhan sắc thì tầm thường, già nua mà giành được vương miện, khiến công chúng nước này vô cùng sửng sốt. Trong bài phỏng vấn với báo chí sau cuộc thi, Nari khẳng định mình không hề xấu đâu, mà chỉ không ăn ảnh thôi. Seong Nari cho rằng những bức ảnh cô chụp tại cuộc thi không hề là chân thật, là nguyên nhân khiến cô kém nổi bật. Tại Miss Korea, công chúng cũng thường xuyên phải chứng kiến cái cảnh hoa hậu thì thua xa á hậu về nhan sắc. Điều này đồng nghĩa việc không ít nữ thần sắc đẹp từng bị đánh trượt không thương tiếc ở cuộc thi này. Như là Seong Nari vừa nói ở trên thì kém xa á hậu năm đó là Seo Hye. Nhan sắc của hậu Hàn Quốc năm 2013, Jo Jae-bin cũng gây ra tranh cãi vô cùng dữ dội. Netizen cho rằng á hậu Catherine Choi mới là người tỏa sáng nhất tại cuộc thi năm đó. Kỳ lạ đúng không nào? Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là Hoa hậu Đại Dương năm 2018. Mặc dù là cái chuyện này nó cũng lâu lâu rồi, nhưng mà đào lại thì vẫn vui. Đó chính là Hoa hậu Đại Dương năm 2018 của Việt Nam, Lê Âu Ngân Anh. Anh em hãy cứ ngồi nguyên tại chỗ, đừng quay xe vội. Trong bất kỳ một quyết định gì, Hoa hậu chẳng hạn, khi một cô gái đăng quang khán giả sẽ chia ra hoặc là khen hoặc là chê về nhan sắc. Thế nhưng mà Lê Âu Ngân Anh là trường hợp duy nhất khi mà 96,69% khán giả đều có chung một nhận định và vướng về sự phản đối đồng loạt của khán giả như vậy. Quả thật là có khi phải body Samsung thật, vì cặp môi quyến rũ và gương mặt cứng đơ đơ của cô khiến khán giả phải đồng loạt la ó. Và không hiểu là 500 anh em giám khảo dựa vào tiêu chí nào để đánh giá hoa hậu. Thế rồi bẵng đi một thời gian, Lê Âu Ngân Anh mất bóng khỏi showbiz để tập trung phát triển cho sự nghiệp. Phải mãi đến gần đây, nàng hậu mới khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi thông báo vừa chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Hoa Sen. Khá là bất ngờ đúng không? Cô nói rằng mình chưa bao giờ cảm nhận được hào quang của showbiz. Chúc Ngân Anh sẽ có những bước tiến lớn trên con đường mới của mình. Chứ thật sự là tôi thấy mặt cô quá khác với đêm chung kết năm 2018. Nếu mà xem đến đây đã thấy phê phê rồi, vậy thì còn ngần ngại và thẹn thùng gì nữa mà không cho Taka một like ngay và luôn. Chân thành cảm ơn anh em. 2. Hoa hậu Michigan 2017. Trung Quốc là đất nước tỷ dân và để chọn ra những người xinh đẹp không hề khó một chút nào. Nhặt đâu thì cũng ra được á. Thế nhưng khi mà Hoa hậu Michigan đăng cai vào năm 2017 lại gây ra vô số những tranh cãi với chính cộng đồng người Hoa tại đây. Xem nào, người ta cho rằng Ariana Grande có đôi mắt vừa nhỏ vừa sexy, lại trang điểm mắt khói, khiến cho cửa sổ tâm hồn trông càng tê hí. Làn da vàng thuần châu Á, nhưng mà xỉn màu, khuôn mặt thì già nua, nụ cười thì méo sạch. Trong phần thi áo tắm, cô còn lộ rõ thân hình kém săn chắc nữa. Nói sao đây ta, ra đường mà gặp chị này tôi chắc chào là cô cũng không sai một chút nào, vì già quá đáng luôn ạ. Ban giám khảo chính ra phải là những người công tâm nhất, nhưng mà đôi khi khán giả cũng phải thắc mắc và méo hiểu kiểu gì. Nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của cô ấy xấu phát khóc luôn. 23 tuổi ư? Tôi tưởng cô ấy 43 tuổi ấy chứ. Đối với ai tôi không biết, chứ đối với tôi thì cô ấy trông quá là già. Và quả thật là con mắt thẩm mỹ của người nước họ và người nước ta khác nhau quá là nhiều mất rồi. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là Hoa hậu Trái đất Tonga, Sisalia Maliki, khiến khán giả bị sốc khi nhận được vương miện của cuộc thi Hoa hậu Trái đất Tonga. Cô thì không chỉ có vóc dáng thấp mập mạp mà khuôn mặt trông cũng không hề có nét gì theo tiêu chuẩn của hoa hậu. Đường nét thô kệch và cách tạo dáng kỳ quặc của Hoa hậu Trái đất Tonga làm nhiều người đã không nhịn được cười. Nước Lào thì cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Nhưng mà nước khác lại không giống nước ta,
Hoa hậu thế này thì em cũng xin vái chị ngàn nón mất thôi. Và video ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taka ngay tức để đón xem video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.